Cái câu nói mà tôi chia sẻ ngày hôm nay á, rất nhiều người bị á. Và tôi hy vọng các bạn nhớ cái câu nói này. Nhớ cái câu nói này bởi vì tôi gặp rất nhiều fallen angels, là gọi là những thiên thần sa ngã đó, bởi vì câu nói này. Okay. Be on your guard against a false sense of self-importance. Là hãy kiểm soát lại chính bản thân mình với cái tư tưởng là tôi là quan trọng. Tôi là quan trọng. Trên cái hành trình 20 năm hơn đi làm ở nhiều nước khác nhau, ở những cái vị trí lãnh đạo, ở những công ty khác nhau các bạn, tôi gặp bao nhiêu thiên thần sa ngã như vậy. Bởi vì có thể họ là những người có tài, có thể họ là những người giỏi hơn những người khác. Và bởi vì họ có tài, họ giỏi hơn những người khác, cho nên họ có cơ hội được thăng tiến trong các công việc của họ. Họ có cơ hội được ngồi lên những cái vị trí cao hơn, được làm những cái công việc mà cái tầm ảnh hưởng của nó lớn hơn, được lãnh đạo một cái team nó rộng hơn, nó bự hơn, đem lại được những cái kết quả mà nó có giá trị hơn cho doanh nghiệp, cho cái công ty mà họ đang đầu quân làm đó. Và bởi vì vậy họ quên mất họ là ai. Họ quên mất họ là ai. Tự dưng một ngày cái sự ngạo mạn nó trỗi lên, tự dưng một ngày cái tôi của họ nó được tô vẽ những cái màu sắc, những cái âm thanh nó khác nhau, khiến họ quên mất cái bản ngã của họ. Họ cảm giác những gì họ làm nó quan trọng, nó không thể thay thế được, và những gì họ làm là những cái gì người khác không làm được. Cái self importance đó, tự thấy mình là nó vô cùng to lớn, và đó là thứ làm cho họ trở nên bé nhỏ trên cái hành trình về sau này. Bởi vì sao? Bởi vì khi bạn chỉ có nhìn được cái sự quan trọng của mình, bạn quên mất trên cái hành trình thành công của bạn không phải chỉ mình bạn, nó là sự đóng góp của rất nhiều người khác. Nhân viên của bạn này, khách hàng của bạn này, những phòng ban khác này, chiến lược của công ty này, tài nguyên của công ty bỏ ra này, rồi thị trường này, cái sự ủng hộ của thị trường này, bao nhiêu thứ khác. Cái bạn, cái sự thông minh của bạn, cái sự giỏi giang của bạn là có, nhưng nó là một phần của cái hành trình của bức tranh tổng thể. Cũng giống như tô phở đi, muốn ngon là phải có nước lèo nó ngon, nó còn phải có phở nó nóng, nó có phải hành nó thơm, nó phải có thịt thà nó thế này kia, chứ nếu chỉ là một tô nước lèo không, hay là một miếng tô nước lèo với một đống phở bỏ vào đó, gọi là cũng tô phở đó, nó không thể ngon được, nó không thể ngon mà ngon hoàn hảo được, đúng không? Đó. Cho nên là phải luôn luôn guarding, nghĩa là kiểm soát được những cái sai lầm khi mình suy nghĩ là mình lúc nào cũng là cái rốn của vũ trụ, là trung tâm của mọi thứ, mình giỏi giang hơn nhất cả mọi thứ. Khi bạn làm được điều đó, bạn to lớn hơn rất nhiều, bởi vì lúc đó bạn biết nhìn cho bức tranh tổng thể, bạn biết nhìn cho người khác, bạn biết quan tâm tới cảm xúc của người khác, bạn biết nhường cái chiến thắng cho những người họ cần hơn bạn. Lúc đó bạn có thể nghĩ là tại sao, chắc như làm nếu mà nhường như vậy thì biết đâu thằng kia nó ngồi lên đầu mình, nó ngồi lên cổ mình, nó treo lên người mình hình dạng như vậy này, rồi một ngày nó tự nhiên người ta sẽ quên mất sự cống hiến của mình. Thật sự đôi khi có, nhưng cái xác suất, nếu như mà bạn có một người leadership tốt này, cái xác suất mà bạn cứ tiếp tục cho đi á, bạn sẽ luôn được nhận lại nhiều hơn rất là nhiều. Nhưng khi bạn chỉ có biết mỗi cá nhân mình thôi, thì cái hành trình sau khi bạn ngã ngửa, cô đơn vô cùng, thì câu hỏi của tôi là làm sao bạn tạo được cái hàng rào để mà guarding bạn lại, để mà kiểm tra bạn, kiểm soát bạn không bị ngã ngửa.